Xin kính chào toàn thể quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình Trò Chuyện Ban Mai với Mục Sư Quang. Một ngày mới xin kính chúc quý vị luôn an vui, an lành và tràn đầy phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho. Thưa quý vị, ngày hôm qua lúc 9 giờ tối tại Điện Capitol, Washington, D.C. thì Tổng thống Donald Trump đã đọc diễn văn thông điệp đến liên bang của đất nước Hoa Kỳ. Và dưới sự chủ trì của vị chủ tịch Thượng viện, đó là Phó Tổng thống Mike Pence, cùng với chủ tịch Hạ viện, đó là bà Nancy Pelosi. Thì hàng năm Tổng thống của nước Mỹ đều đọc một diễn văn liên quan đến một thông điệp gửi đến liên bang đất nước Hoa Kỳ. Thông thường cái thông điệp này nói đến những việc mà Tổng thống đã làm trong khi ông nhậm chức. Và đây là thông điệp thứ ba. Và khi nói đến thông điệp gửi đến liên bang thì họ thường nói đến những sự việc xảy ra và được thành quả. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump thường hay nói rằng những điều gì ông đã hứa trong lúc mà tranh cử Tổng thống thì ông sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa đó. Và quả thật không ai phủ nhận điều mà ông đã nói như vậy. Thì vào ngày hôm qua, ông đã đưa ra những điều mà ông đã làm được. Thứ nhất là nền kinh tế được thăng tiến. Có nhiều người có việc làm trong cái thời điểm của ông hơn biết bao nhiêu các vị tổng thống tiền nhiệm. Điểm thứ hai là ông nói đến về sức mạnh của quân sự được thăng tiến trong những năm qua. Điểm thứ ba là ông đề cập đến an ninh quốc gia cũng được thăng tiến. Và điểm thứ tư là ông nói đến vấn đề nền đạo đức trong cái xã hội ngày hôm nay cũng được tăng tiến. Và điểm thứ năm là ông nói đến về gia đình. Nhiều người đã có công ăn việc làm và mức lương của họ cũng được tăng thêm. Và điểm thứ sáu, ông nói đến sự chiến thắng về cái quân đội mà kêu là ISIS mà trong thời điểm của ông. Và ông nói tiếp là nói đến cái sự tự hào dân tộc của nước Mỹ. Bây giờ họ cảm thấy hãnh diện hơn, chứ không phải giống như xưa là đang đi về con đường suy sụp hay là yếu đuối, vân vân. Đương nhiên đó là một cái bài diễn văn rất là tích cực và đã bày tỏ những điều gì mà ông cũng như các nội các của ông, những người dưới cái quyền của ông đã làm được cho đất nước Mỹ này. Thưa quý vị, thì là rất nhiều người trong đó đã đứng lên và vỗ tay như là tán thưởng cái công việc của ông đã làm để cho nước Mỹ có một cái sự mà tăng tiến như điều ông đã hứa là hãy lấy lại nước Mỹ trở nên sức mạnh như xưa. Thì tiếc thay, trong khi mà mọi người dường như đứng lên vỗ tay và tán đồng, thì ở bên phía sau, đứng phía sau, đó là Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi. Mặt bà dường như rất là bực bội, không có một nụ cười. Và bà đã cầm cái tờ giấy, và cái tờ giấy đó là bản sao copy, quý vị, của cái bài diễn văn thông điệp gửi đến liên bang Hoa Kỳ. Thì bà đã làm một cái hành động, đó là bà xé ra. Như hồi nãy tôi thấy cái việc thấy lúc đầu, tại sao tôi xé? Ý đó là để cho chúng ta nhớ là bà xé một cái thông điệp gửi đến cho liên bang như vậy. Và đương nhiên khi mà bà làm điều đó thì không ai biết lý do gì, nhưng mà cũng có nhiều người họ chỉ trích. Nhất là ngày hôm nay là ngày thứ tư bên Hoa Kỳ, thì họ chỉ trích đó là một cái hành động trẻ con.
Và có những người mà họ hỏi ông Pence, Mike là phó tổng thống nghĩ như thế nào, thì ông nói rằng đó là một cái hành động đối với ông nhìn thấy là rất là lô lì, hạ cấp. Và có những người họ chỉ trích về cái vấn đề bà làm như vậy. Thì tôi học được một vài điểm như sau. Điểm thứ nhất là chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã để cho cái việc thù gắn kết về cá nhân trên cái chức vụ là position của một vị tổng thống đã được nước Mỹ bầu ra và đã ứng cử. Bà quên đi rằng bà đang đứng trước cái ống kính, bà có thể bà thể hiện cái sự bất bình, disagreement với một cá nhân là tổng thống Donald Trump. Nhưng mà bà quên rằng là ông là một người đã được cả triệu người Mỹ bầu ông trở nên tổng thống. Và khi mà bà xé cái tờ giấy đó ra thì cái điều đó đã nói lên là bà đã phủ nhận tất cả những điều gì mà họ thấy là thật sự đã tăng tiến cho đất Mỹ này. Thưa quý vị, điều đó đã dạy dỗ cho mỗi người chúng ta điều gì? Đó nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta có một cái sự bất bình với một cá nhân nào đó hoặc là với một cái chính quyền nào đó thì chúng ta phải làm như thế nào? Đương nhiên chúng ta không cần phải xé, không cần phải giận dữ, không cần phải bực bội, bởi vì điều đó nó cũng không có thay đổi được gì cả. Cho nên lời của Chúa nhắc nhở các con dân của Chúa như vậy, là những người công dân ở cái quốc gia đó hoặc là công dân nước trời, chúng ta phải làm sao khi đối diện với những tình huống như vậy. Thưa quý vị, trong lời của Chúa nói rất rõ, tôi sẽ đọc quý vị nghe nha. Trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu số 13 và 14, nói đến cái công dân của một quốc gia nào đó, chúng ta phải làm gì đối với các nhà cầm quyền. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 13-14, có chắc như sau. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Một điều mà chúng ta thấy Phi-rơ nhắc nhở ở đây đó là những cái người có thể là vua Chúa lúc bây giờ, luôn cả cái thời điểm đó có là thời điểm Nero là một bảo chúa đi nữa, thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải phục theo cái pháp tắc của họ. Và chúng ta cũng biết rằng những cái người đó họ được lập lên có cái mục đích. Cái vị khoan nói hay là suy nghĩ một cách tiêu cực, tôi đọc thêm để mà tôi giải thêm cho chúng ta biết. Thì nếu chúng ta đọc trong Roma đó quý vị, Roma đoạn 13 đó, câu số 1 có chắc như sau. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Có lẽ chúng ta cũng thấy khó để mà nghe lời này đúng không ạ? Bởi vì nếu mà cái quyền hay là một chính quyền hay là một vị tổng thống vân vân mà là một cái người tốt á, thì cái vấn đề mà vâng phục thì nó rất dễ dàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong một đất nước có một cái chính quyền kêu là độc tài đó quý vị, hay là xấu đó, thì câu này dường như chúng ta thấy rất là khó áp dụng. Mà làm sao chúng ta hỏi rằng Đức Chúa Trời lại lập lên những cái người thể ấy, những cái kẻ ác như vậy? Chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị, để trả lời cái câu hỏi quý vị có thể suy nghĩ như vậy, thì đây là cách tốt nhất mà chúng ta cần làm. Cách gì ạ? Trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 1 và câu 2 có chắc như sau. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Cho ai nữa? Cho các vua là những người cầm quyền đúng không ạ? Những thời đó là thể bảo chúa như tôi đã nói đó. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, mà không những thế họ bắt hại con dân của Chúa đó cơ quý vị. Trong cái thời Nero đó quý vị biết không, là họ bắt những người cơ đốc, những người theo Chúa đó, họ bắt họ giết nè, họ
và bà bỏ vô trong cái trường án là cho sư tử, cho thú dữ nó cấu xé nó. Rồi họ bắt cái người đó, họ trói lên cái cây đó, cái là bỏ dầu lửa vô và đốt như cái đuốc, quý vị. Kinh khiếp như vậy đó. Nhưng mà trong cái thời đó, lại một lần nữa Phao-lô đã nhắc nhở là chúng ta phải cầu nguyện cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chi ạ? Để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Anh chị em ơi, thực sự ra chúng ta không có khả năng, không có đủ sức để mà chống đối đâu. Mà nếu mà chúng ta chống đối với sức của mình, cứ về thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt hay là bị bắt hại, vân vân. Nhưng mà tôi tin một điều, Chúa là Đức quyền năng. Điều chúng ta cần phải làm là cầu nguyện, xin Chúa ngài bày tỏ quyền năng của Chúa, phán xét của Chúa, hoặc là có thể thay đổi lòng của những cái kẻ ác, hoặc rằng những người đó là kẻ ác mà kia là mà không có biết ăn năn hay là không biết trả lại cùng Chúa, thì Chúa sẽ sửa trị. Cái việc đồng ý điều đó không? Tôi tin chắc một điều, Chúa làm được điều đó. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện cho chính quyền được thay đổi, cầu nguyện đến con người mà gian ác được thay đổi, cầu nguyện để chi, để cho đất nước chúng ta sống được bình an vô sự, cầu nguyện cho họ trở về cùng với Đức Chúa Trời, biết chống cãi Đức Chúa Trời để yêu thương dân sự mà họ đã để dưới cái quốc gia của họ. Quý vị ơi, khi tôi đọc ở đây thì tôi liền nhớ đến cái vấn đề mà bên Trung Quốc đó, quý vị. Chúng ta nghe về cái tin tức Trung Quốc ngày hôm nay đó, là chúng ta thấy là họ đã bắt bớ hộ thánh Đức Chúa Trời, họ đã dịch sập nhiều cái đền thờ, nhà thờ thờ phượng Chúa. Rồi không những thế thôi, là họ còn bắt bỏ những cái điều răn của Đức Chúa Trời ra và thế vào trong cái lời của con người. Rồi họ bắt phải để những hình ảnh của những nhà lãnh tụ, vân vân. Các vị biết chuyện gì xảy ra không? Con người kiêu ngạo lắm, con người tưởng rằng là mình có quyền mình hơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ để cho một con virus, cái sự nhiễm trùng, hoặc là chúng ta biết là cái ngày hôm nay là coronavirus, nó đang gì? Nó đang làm khủng hoảng của cả một thành phố, bắt đầu là Vũ Hán, và bây giờ nó lan tràn cả các thành phố và cả cái nước của Trung Quốc rộng lớn như vậy, mà nó lan ra quả luôn đất nước Việt Nam chúng ta, lên đến Nhật, rồi đến Thái Lan, rồi đến Korea và đến Hồng Kông, và luôn đến nước Mỹ. Cho nên anh chị em ơi, chỉ một cái con virus nhỏ đó đã làm đồ cho con người thấy mình bất toàn rồi. Ta không hạ mình xuống, cái việc nó còn nhiều tai họa mà Chúa cho xảy ra nữa kìa. Cho nên tôi tin chắc rằng chúng ta cứ cầu nguyện, dốc độ cầu nguyện, bởi vì Chúa dấy người ta lên, Chúa có thể hạ người ta xuống, và Chúa có chương trình đặc biệt. Tại sao Chúa lại dấy lên như vậy? Thì tôi tin chắc rằng Chúa dấy lên người tốt hay người xấu, nó cũng có mục đích, quý vị. Mục đích là gì? Để thức tỉnh, kéo người ta trở về để nhận biết, ăn năn và trở về thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Có một vị thượng nghị sĩ có đề cập về vấn đề mà bà Nancy Pelosi đã xé cái tờ giấy đó, xé cái thông điệp đó. Thì ông thượng nghị sĩ này nói một câu rất là đúng. Ông nói rằng bà ta có thể xé cái bài thông điệp trước quốc hội, nhưng mà bà quên rằng bà không thể nào xé những cái thành quả được ghi nhận ở trong thông điệp đó. Đúng quý vị, cái đó tờ giấy thôi, nhưng thành quả không ai xé được cả. Thì điều đó làm cho tôi lại nhớ đến một câu Kinh Thánh nói về vấn đề xé. Mà trong Giô-ê nữa quý vị, đoạn 2 câu số 12, 13 có chắc như sau: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Câu 13 quý vị nghe nhé: Hãy xé gì? Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi.
khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót trọng giận và giàu ơn đối đổi ý về sự tai vạ. Ở đây trong lời của Chúa nói nhắc nhở mọi người chúng ta là chúng ta đừng có xé áo nữa. Chúng ta đừng có xé áo có nghĩa là đừng có ở bên cái bề ngoài mình tỏ vẻ ra là cái người ăn năn rồi khóc lóc. Cái người Do Thái thời kia đó, họ biết là họ làm sai, họ nhận lỗi cái việc trước mặt Đức Chúa Trời thì họ xé áo ra, thì họ lấy cái cho họ bắt đầu cái là đổ lên trên cái đầu của họ, rồi họ khóc lóc, họ kêu nào, rồi có người họ lấy tay họ đấm ngực, lôi tại tôi, cứ như vậy ở bên ngoài để cho người ta thấy thì như là hình ảnh mình ăn năn, nhưng mà Chúa biết về sau, rồi cuối cùng tính nào tật này, đúng không ạ? Đó cũng trở về xa Chúa, không thờ phượng Chúa, cũng tội lỗi. Tất cả những điều đó Chúa nói gì? Đừng có xé áo nữa, nhưng mà xé lòng của mình. Cái lòng chân thật, lòng tìm kiếm Chúa phải đau khổ, phải thấy gớm ghê những cái tội lỗi và thấy sự mà chết mất đời đời nếu mình phạm tội cùng với Chúa, thì hãy xé lòng ra, ăn năn tội lỗi, xin Chúa Ngài thay đổi lòng của con. Trên Chúa thì cho lòng con mềm mại, con trở về, con thờ phượng Chúa. Con không muốn đi xa nhà Chúa nữa. Con không muốn bỏ hội thánh của Chúa nữa. Con không muốn bỏ Chúa nữa. Vì nếu con đi con đường đó, con sẽ đi và con được diệt vong, chết mất đời đời trong hỏa ngục. Xin Chúa cho con hãy thay đổi thật sự từ trong tấm lòng của con, hay là xé lòng mình, ăn năn. Nhá quý vị. Vậy xin Chúa nghe ban phước cho quý cục, quý bạn, chị em. Trong sáng hôm nay, chúng ta nghe đề tài. Mà đề tài tôi có thể tôi nói rằng đây là đề tài xé áo hay xé lòng. Chúng ta hãy suy nghĩ và hãy chọn về cùng với Chúa. Quý vị đừng quên bấm nút share nhé, để mọi người được nghe. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen.